Unit 4. My neighborhood. Skills 1. Những kỹ năng phần 1. Trong tiết học này thì các em sẽ được thực hành hai kỹ năng là kỹ năng đọc và kỹ năng nói, reading and speaking. Và trước khi đi vào làm từng phần của bài thì các em hãy đi đọc và tìm hiểu một số từ vựng, mẫu câu khó của bài nhé. Chúng ta cùng đọc từ mean, mean, suburb, suburb, dislike, trái nghĩa với từ like, outdoor, outdoor, sandy, sandy, fine weather, almost, almost, restaurant, friendlier, friendlier, good, better, however, however, post, post. Đấy là một số từ vựng trong bài. Bây giờ các em sẽ lần lượt đi làm từng phần. Chúng ta sẽ thực hành kỹ năng đọc trước với bài tập 1. 1. Read Kang's blog. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? Ở trong bài 1, các em sẽ được đọc về Kang's blog, là nhật ký của Kang. Các em hãy nhìn vào các từ ở trong ô bên dưới, sau đó chúng ta tìm chúng trong bài, trong đoạn văn này và gạch chân chúng. Và chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi là what do they mean? Chúng có nghĩa là gì? Các em có 3 từ là suburbs, dislike, outdoor. Đây cũng là những từ mà cô vừa cho trong phần từ mới rồi. Nhưng đầu tiên thì chúng ta hãy đọc cái nhật ký của bạn Kang các bạn nhé. Read Kang's blog. Kang's blog, nhật ký của Kang. My neighborhood, khu phố của tôi hay là khu lân cận của tôi. I live in the suburbs of Da Nang City. There are many things I like about my neighborhood. It's great for outdoor activities because it has beautiful parks, sandy beaches and fine weather. There's almost everything I need here, shops, restaurants and markets. The people here are friendlier, and the food is better than in other places. However, there are two things I dislike about it. There are many modern buildings and offices, and the streets are busy and crowded. Chúng ta hãy tìm các từ trong đây các bạn nhé. Đó chính là các từ suburbs, dislike, outdoor. Các em nhìn thấy từ này ở ngay dòng đầu tiên. Và từ này có nghĩa là gì nào? Ngoại ô, vùng ngoại ô. Chúng ta có từ nữa là dislike. Dislike là từ outdoor thì có ngay ở dòng thứ hai. Còn từ dislike thì ở phần cuối. Outdoor là ở ngoài, ngoài trời. Và các em có cụm từ outdoor activities là những hoạt động ngoài trời. Dislike là không thích, là trái nghĩa với động từ thích, là nghĩa của các cái từ này. Và chúng ta hãy xem là cái bài nhật ký này của bạn ấy nói gì. Tôi sống ở vùng ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. Có nhiều cái, có rất là nhiều thứ mà tôi thích về khu phố của tôi. Nó rất là tuyệt vời. Dành cho nó rất là tuyệt vời đối với các hoạt động ngoài trời. Bởi vì có nhiều những công viên đẹp, những bãi biển cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết những thứ mà tôi cần ở đây như là cửa hàng, rồi nhà hàng, chợ. Mọi người ở đây thân thiện hơn và thức ăn thì tốt hơn là ở những nơi khác. Tuy nhiên thì có hai thứ tôi không thích, đó chính là có nhiều những cái modern buildings and offices, là những cái tòa nhà hiện đại. Và cái thứ hai nữa là streets, những cái đường phố này thì quá là đông đúc và bận rộn. Are busy and crowded.
Đấy là nội dung của cái bài này các bạn nhé. Chúng ta hãy nhớ nội dung của bài để các em có thể làm tiếp các bài tập tiếp theo. Two. Read Kang's blog again and fill the table with the information. Read Kang's blog again and fill the table with the information. Các em đọc lại nhật ký của Khang và điền vào cái bảng này với những thông tin. Thì chúng ta vừa đọc nhật ký rồi. Còn các em xem trong bảng này thì cột thứ nhất là likes, nhà những cái mà bạn ấy thích. Ví dụ như là beautiful parks, những công viên đẹp. Và cột thứ hai là dislikes, là những cái mà bạn Khang không thích. Thì chúng ta phải nhớ để bạn điền vào đây. Các em hãy xem lại cái nhật ký này, chúng ta sẽ thấy là bạn ấy thích những cái gì nhé. Đây là những thứ bạn ấy thích được nói ở phần đầu. Beautiful parks, những công viên đẹp. Sandy beaches, bãi biển cát. Và thời tiết đẹp là fine weather. Rồi có những cái bạn ấy thích như là shops, restaurants and market, nhà hàng, chợ, cửa hàng. Bởi vì đấy là những cái thứ mà bạn ấy thích. Bởi vì là có nhiều thứ bạn ấy cần, bạn ấy có thể mua được ở đó. Rồi thức ăn thì tốt hơn, đó chính là food. Mọi người thì thân thiện, people. People are friendlier, thân thiện hơn. Còn những thứ mà bạn ấy không thích, đó chính là modern buildings and office. Và streets are busy and crowded, đúng không? Và những cái đường phố thì đông đúc và bận rộn. Đấy là chính là những cái mà bạn ấy không thích. Đối với phần này thì cô gợi ý cho các em như thế này nhé. Và chúng ta qua việc đọc bài chúng ta cũng có thể ghi lại được rồi. Like là những cái mà bạn ấy thích. Sandy beaches, những cái bãi biển cát. Markets, chợ. Fine weather, thời tiết đẹp. Shops, cửa hàng. Restaurants, nhà hàng. People, con người ở đó. Và food là thức ăn. Dislike, những cái bạn ấy không thích. Modern buildings in office. Và gì nữa? An office. Và busy and crowded streets, những cái đường phố bận rộn và đông đúc. Đây là những thứ bạn ấy không thích. Chúng ta qua bài tiếp theo. Ở phần này chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập kỹ năng đọc, reading với bài tập số 3. 3. Read Kang's blog again, then answer the questions. Các em đọc lại nhật ký của bạn Khang và trả lời những câu hỏi dưới đây. Where is Khang's neighborhood? Khu phố của Khang ở đâu? Thì các em hãy nhớ lại bài và chúng ta xem là khu phố của bạn ấy ở đâu vậy các bạn. Chúng ta cùng xem lại cái đoạn văn của mình nhé. I live in the suburbs of Da Nang City, ở Đà Nẵng, đúng không? Và như vậy thì chúng ta có thể trả lời được câu 1. Như thế nào các em? It is in suburbs of Da Nang City. Các em có thể viết là it is hoặc là it, viết tắt như thế này cũng được nhé. Câu 2. Why is his neighborhood great for outdoor activities? Tại sao khu lân cận của cậu ấy lại rất là tuyệt vời để dành cho những hoạt động ngoài trời? Thì để tìm được thông tin cho câu 2 thì các em có thể nhìn lại phần đoạn văn như thế này. Đây là phần gợi ý cho các em. Because it has beautiful parks, sandy beaches and fine weather. Bởi vì nó có những công viên đẹp, những bãi biển có nhiều cát và thời tiết tốt, thời tiết đẹp. Cho nên ở câu 2 chúng ta có thể trả lời như sau. Because it has beautiful parks, sandy beaches and fine weather. Và câu số 3. What are the people in his neighborhood like? Mọi người trong khu lân cận của cậu ấy thì như thế nào? Chúng ta có thể tìm thông tin trong bài. The people here are more friendly. Mọi người ở đây rất là thân thiện. Cho nên với câu này chúng ta có thể trả lời như thế này các bạn nhé. They are very friendly. How are the streets in his neighborhood? Những con phố ở khu lân cận của cậu ấy thì như thế nào? Chúng ta thấy ở phần cuối của bài nhật ký. The streets are busy and crowded. Những con phố thì luôn luôn bận rộn và đông đúc. Như vậy câu 4 các em có thể trả lời như thế này các bạn nhé. They are busy and crowded.
Bây giờ các em sẽ chuyển sang kỹ năng speaking là phần nói với bài tập số 4. Speaking. 4. Make notes about your neighborhood. Think about what you like, dislike about it. Ở phần này thì các em sẽ làm một cái bảng như thế này về khu phố của mình. Các em nghĩ về những cái mình thích và những cái mình không thích các bạn nhé. Chúng ta thấy là có hai cột này, likes là thích và dislikes là những cái không thích. Các em sẽ liệt kê vào đây. Thì đối với bài 4 như thế này thì phần này các em sẽ nói tùy theo ý của mỗi người, chúng ta không có cái đáp án chung bởi vì cái khu lân cận của mỗi bạn một khác và ý thích hay là cái không thích của mỗi bạn cũng đều khác nhau. Chúng ta sẽ có những ý khác nhau. Vậy thì cô sẽ cho các em một số những phần gợi ý về phần của cô, chúng ta chỉ tham khảo thôi nhé. Các em có thể ngoài ra thì đưa ra những ý của mình. Đây ở phần likes là thích. Cô có một số những cái lý do để viết vào cột likes là thích như sau. Peaceful village, làng quê thanh bình. Hay là beautiful scenery, phong cảnh đẹp. People are friendly, con người ở đây thân thiện. Delicious food, thức ăn ngon. Cheap goods, hàng hóa rẻ. Modern schools, những trường học hiện đại. Large shopping centers with wide selection, những trung tâm thương mại lớn với nhiều sự lựa chọn về mặt hàng. Hay là beautiful mountains, những ngọn núi đẹp. Big church, nhà thờ lớn. Big stadium, sân vận động lớn. Many big sports clubs, nhiều câu lạc bộ thể thao lớn. Beautiful parks, những công viên đẹp. Hay là good leisure centers, những khu vui chơi tốt. Large library with many kinds of books, những thư viện lớn với nhiều loại sách. Hay là many cinemas and supermarkets, nhiều rạp chiếu phim và siêu thị. Như vậy thì ở đây cô đưa ra rất nhiều cho các em cái phần gợi ý trong cột thích. Tuy nhiên các em phải chọn một vài ý thôi chứ chúng ta không thể lấy hết những phần này. Bởi vì nếu như cái khu lân cận của các em chọn là khu ở countryside, ở miền quê, thì chúng ta sẽ có những cái câu nào, cái ý nào để chúng ta đưa vào phần là likes, là thích cho nó hợp lý. Ví dụ như là peaceful village, làng quê thanh bình, đúng không? Còn nếu như các em mà chọn là cái khu lân cận của mình, neighborhood của mình là ở city, ở thành phố, thì chúng ta phải chọn những cái phần ví dụ như là modern school, là trường học hiện đại này, hay là những cái large shopping center with wide selection, trung tâm thương mại lớn, thì nó sẽ hợp với là ở thành phố. Còn ở miền quê chúng ta chọn là peaceful village hoặc là delicious food, thức ăn ngon, hay là people are friendly. Đối với cái phần mà con người thân thiện này chúng ta có thể chọn là ở miền quê, ở thành phố cũng đều được các bạn nhé. Như vậy thì đây chỉ là phần để cô đưa ra các bạn tham khảo, các em tùy các em chọn những cái ý nào để cho nó phù hợp với cái khu lân cận của mình. Chúng ta đưa ra một vài ý để cho vào phần like là những cái thích nhé. Còn đối với những cái không thích thì cô có một vài gợi ý như thế này. Ví dụ như là boring village, một khu làng buồn tẻ đấy. Hay là without a shopping center, không có trung tâm mua sắm. Hay là expensive food, là thức ăn đắt đỏ chẳng hạn, thì có một vài những ý như vậy để các em có thể tự lựa chọn để đưa vào bài tập 4 của mình. Ở bài tập 5 chúng ta tiếp tục luyện tập kỹ năng nói với phần speaking. Speaking. 5. Work in pairs. Ask and answer about what you like and dislike about your neighborhood. Work in pairs, các em sẽ được làm việc theo cặp, chúng ta hỏi và trả lời về những cái mà em thích hoặc là không thích về cái khu lân cận của mình. Ở đây thì có một cái bài ví dụ cho mình. Chúng ta chỉ đọc bài ví dụ thôi. Sau đó khi ở trên lớp thì phần này chủ yếu là phần speaking mà, cho nên chúng ta sẽ được thực hành để nói với nhau. Và các em sẽ dùng những cái mẫu câu hỏi và trả lời tương tự như thế này các bạn nhé. Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in the suburbs of Da Nang City. Tôi sống ở khu ngoại ô của thành phố Đà Nẵng. What do you like about it? Bạn thích gì về nó? The weather is fine. The people are friendly and the food is good. Thời tiết thì rất là đẹp, mọi người thân thiện và thức ăn thì ngon. What do you dislike about it? Bạn không thích gì về nó? The streets are busy and crowded. Đường phố thì đông đúc và bận rộn. Như vậy thì đây chỉ là phần gợi ý thôi. Còn ngoài ra thì các em sẽ tìm những cái ý khác để chúng ta làm thành cái bài đối thoại của mình. Và cô cũng có một bài đối thoại nhỏ cho các em tham khảo nhé. Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. Tôi sống ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. What do you like about it? Bạn thích gì về nó?
There are many modern and big schools. Especially, there is a large library with many kinds of books. There are a big shopping center where I can buy everything I need. The people here are friendly. Bạn thích gì về nó? Có nhiều những cái trường học lớn và còn hiện đại. Đặc biệt là có một thư viện lớn với nhiều loại sách. Có một trung tâm mua sắm lớn, nơi tôi có thể mua mọi thứ mà tôi cần. Mọi người ở đây thì rất là thân thiện. What do you dislike about it? Bạn không thích gì về nó? The streets are very crowded and the food is very expensive. Đường phố, những con phố ở đây thì rất là đông đúc, bận rộn và thức ăn thì rất là đắt đỏ. Đấy là cái bài của cô để các em tham khảo nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Các em nhớ chuẩn bị bài tốt để chúng ta học tiết học tiếp theo. Tiết học sau thì các em sẽ thực hành phần skill 2, những kỹ năng phần 2 với kỹ năng nghe và kỹ năng viết, listening and writing. Tạm biệt các em.